Hôm 8 tháng 8, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Washington kết luận rằng Moscow đã sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông này tại Anh. Lệnh trừng phạt bao gồm việc giảm mức độ quan hệ ngoại giao, cấm các chuyến bay trên không phận Mỹ đối với hãng hàng không Nga Aeroflot và từ chối xuất khẩu một số mặt hàng Mỹ sang Nga. Dự kiến, những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 tới. Trước động thái này, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng lý do Washington đưa ra để áp đặt trừng phạt là gượng ép và nhấn mạnh rằng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cáo buộc của Mỹ. Trong khi đó, Washington vẫn từ chối giải đáp các thắc mắc của Moscow. Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích lệnh trừng phạt trên, lên án rằng đây là trò chơi thông đồng của Mỹ và Anh, đồng thời khẳng định Nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Phía Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng những chính sách độc đoán và tối hậu thư là vô nghĩa và sẽ chỉ dẫn đến kết cục phản tác dụng. Nga sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng đối với những động thái thiếu thiện chí từ phía Mỹ. Đây rõ ràng là cuộc chơi chung mà Washington và London đã thông đồng với nhau và phân vai rõ ràng. Đây rõ ràng là những lời buộc tội vô căn cứ. Điện Kremlin cũng cho rằng lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đã đi ngược lại bầu không khí xây dựng trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phần Lan hôm 16 tháng 7 vừa qua. Trong một diễn biến tương tự, hôm 7 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đánh dấu thêm một nấc thang khác trong cơn sóng gió quan hệ giữa hai nước.